Hello anh em, đang chạy WinX nha. Thì thời gian qua WinX xuất hiện thị trường rồi, mà đồ thì mình chưa có kịp. Trước mắt thì mình có backup đầu cho WinX để khắc phục cái lỗi là nhiều anh em nói là cái đầu nó có một cái hốc càng nó rất là xấu. Thì mình lên cái app này nó đơn giản rẻ tiền ha anh em, mà nó giải quyết được vấn đề rất là thẩm mỹ luôn. Thì ở đây mình có 4 mẫu ha. Cái này gọi là mẫu đầu sói ha. Có hai cái lỗ tai sói nè, hai cái sừng nè đó. Có chữ WinX 150. Thì mẫu này nó có rất là nhiều chữ nha anh em. Rồi nó có màu xanh nữa, màu xanh dành cho cái bản anh đặc biệt đó. Mặt ốc như zin nha. Rồi ở đây thì mình có mẫu bóng. Cái này là mẫu bóng ha. Là bằng mica. Màu xanh đen. Ánh nó màu đen đó, có chữ Motul nè, rồi nhiều chữ khác nữa. Tùy anh em chọn, nó cũng là mẫu đầu sói luôn. Rồi, còn đây là mẫu mica trong, mẫu này rất là dày. Cái này thì nó mẫu nó tương tự như mẫu của Z1000 đó anh em. Mica trong rất là dày. Cầm này cũng nặng tay lắm, chắc chắn. Rất là trong suốt nha, rất là đẹp. Mẫu này cũng rất là đẹp. Mica trong, anh em cần thì inbox để tên chứ. Còn cái này là cái mẫu dành cho video được luôn nè anh em. Video là mới được đó. Ha. Video và WinX, mẫu này mẫu đơn giản, mẫu này mẫu trơn nè, không có màu mè. Rồi, em cần gì thì inbox. Ngoài ra thì mình cũng có về cái mấy cái sên, nhông sên dĩa của Red Leo ha. Cái này của Sachia, Sonic, Winner và Exeter, sên Red Leo, sên DAD, sên X1R nữa. Rất nhiều. Xe này 1R, nhông dĩa 1R luôn. Rồi. Thì video này mình chỉ giới thiệu một số sản phẩm mới vậy thôi. Những anh em nào đang đi WinX thì cần thì inbox cho mình ha. Cảm ơn anh em đã xem video.